Her name Vicky, a little daughter of Mom Viola. Violet, not Viola. Viola is her big sister. Vicky is the best kidnapper. Now she is pregnant. Look her belly. This pregnant is the first offspring, so just waiting the first delivery, and not yet know boy and girl. Vicky is very ranked up and powerful. She used to be a bad kidnapper, and she kidnapped all the monkeys in Amber Troop. Spring. Vicky respect spring. Nữ thì nhắm bài luôn mình thì nhắm bài luôn à phòng sâu sâu tay xuống ngay quay rồi mình chưa cập bến ở đâu mà nắng chào mau tới lại anh cô luôn. Ô lại nó đi cho lòng cái tiêu. Để đi để cái quang này. Nó khơi nhỉ. Ừ. Em đi. Vicky, Vicky, she respects spring.